Xin chào, mình là Trọng và mình tiếp tục với video về STM F0. Bữa trước mình sử dụng cái chương trình này để viết cho cái hàm BWM á. Thì bây giờ hôm nay mình kết tiếp, mình sử dụng BWM để mình điều khiển một cái động cơ RC servo mini ha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách điều khiển cho cái con servo này. Thì mình search trên mạng á, mình thấy là nó có những cái phương thức. Như sau mình thấy hình này rõ nhất nè. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái xung BWM với dưới một cái chu kỳ là 20 mili giây ha, là tương ứng với 50 Hz, và chúng ta sẽ điều khiển những cái góc của nó tương ứng theo độ rộng xung như sau ha, là 0.5 nè, 1.5, 2.5 đấy. Thì tương ứng là cách 0.5 thì nó sẽ tạo ra ha. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một những cái xung như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải config. Ở đây mình sử dụng chân BA7 ha, một chân khác thì nó là chân MP. Ở đây mình sẽ vô mình config lại MP2 MP3, mà bên 2 mình sẽ tạo nó là tạo xung ha, bên 2. Ok, ở đây các bạn thì mình đã tính sẵn cái độ rộng xung ha. Ở trước mình có tính rồi, giờ đây mình sẽ sử dụng để mình tạo cái trường hợp, tạo là cái xung, cái chu kỳ là 50 Hz nha. Chu kỳ là 20 mili giây ha, là tương đương là 50 Hz đó. Thì mình đã tính ra là cái counter period là sẽ là 200 ha. Đây, nếu là 200. Để coi. Này 200 nè. 200 thì này là 199. 199. Còn cái recaller thì mình tính ra là 799 ha. Rồi. Thì mình sẽ tạo ra cái chu kỳ là 20 mili giây. Rồi ở kênh 1 và kênh 2, kênh 1 mình không quan tâm ha, mình đang sử dụng kênh 2 thì mình sẽ bắt đầu nó là bằng 0 ha. Ok, mọi thứ mình đã đặt định rồi, mình sẽ generate code. Thì chúng ta thấy là nó tạo ra một cái chương trình rồi. Bây giờ mình vô mình viết thôi. Thì để bắt đầu cái chuỗi xung á, chuỗi xung thì chúng ta sẽ chạy dùng cái hàm này ha, add thêm BW star. Rồi ở đây hồi nãy mình dùng là kênh 2 thì mình sẽ phải khai báo ở đây là kênh 2, và cái timer là timer 3. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là một cái sục 20 mili giây đúng không? Đây cái chu kỳ 20 mili giây thì mình phải tạo ra một cái sung, không độ ha, đã tương ứng là 0.5 mili giây. Tiếp theo là 1.5, rồi tiếp theo là 2 chấm. Thì để tạo được cái xung như vậy á, độ rộng như vậy á, thì chúng ta phải cài đặt
thì bữa trước chúng ta có cái hàm htin này ha, htin set.be ha, và mình điền cái độ đồng xung của nó là bao nhiêu để mà nó phù hợp với mức không độ, không độ và 90, 180 thì phải làm như thế nào đây? Thì chúng ta phải tính đó. Thì mình hồi nãy mình đã tạo cái xung, làm cái xung để có cái chu kỳ ha, có chu kỳ là 20 mili giây, này là mình đã tính toán, mình đã tính toán rồi ha. Đây là mình tạo cái xung 50 hertz này, là mình đã khai báo nhân cái biến biến này ha. Thì tiếp theo á thì để mình tạo được cái độ động xung là 1 mili giây nè, 1 mili giây ở đây nè, rồi 1,5 mili giây, rồi 2 mili giây, thì mình làm như thế nào ha? Thì mình phải tính đó, tính như thế nào thì chúng ta phải quy đổi. Thì mình có quy đổi á, là cái độ phân giải của cái bột của mình á là 200 ha, 200 mà cái mili giây của mình á, cái chu kỳ của mình là tới 20 mili giây ha, 20 mili giây. Thì bây giờ mình phải lấy 200. Bây giờ một cái độ phân giải gì với 1% độ phân giải á, một độ phân giải là bao nhiêu mili giây, thì ta lấy 200 chia cho 20 giây ha, thì là được 0,1 ha, 0,1 mili giây. Đấy, 0,1 mili giây. Thì bây giờ để làm sao để được 1 mili giây này, được 1 mili giây này á, thì chúng ta phải làm thế nào đây? Thì để 1 mili giây này thì chúng ta sẽ chuyển đổi, chúng ta sẽ chuyển đổi sang diễn sáng sang duty ha. Thì tương ứng 1 mili giây chia ra, thì chia ra là một cái mili giây á, 1 mili giây sẽ bằng 10 duty ha, duty đấy, 10 duty chữ hơi xấu. Làm một cái nốt nó cho nó dễ, đây nốt bên đây cho nó dễ. Ở đây nè có một duty nè, sẽ bằng 10, bằng 0,1 mili giây, chia ra là 10 duty, 10 1 mili giây bằng 10 duty ha. Mà 10 đô tí á thì tương ứng với phong độ, phong độ đấy thì suy ra 90 thì là 1,5 ha, 1,5 mili giây là bằng 15 đô tí, tương ứng 90. Tiếp theo là 100, 200 ha, 20 mili giây.
20 giây thì bằng là 2 20 đô ti ha. Tương ứng với 180 độ. Rồi bây giờ mình sẽ viết code ha. Thì mình có cái hàm hàm này nè để mình xét cái duty. Bây giờ mình xét thẳng duty luôn, mình sẽ cho nó là 10 duty nè, tương ứng với không độ ha, không độ nè. Rồi, tiếp theo copy thôi, dưới 15 nè, rồi dưới 20 nè, 90, 108. Mỗi lần quay mình sẽ cho nó delay 1 giây. Okay. Ok, mình sẽ nạp code ha. Bắt thử. Rồi mình sẽ tiến hành đấu dây ha. Thì ở đây mình đấu cho về nâu á là đấu về 0V, đỏ là đấu về 5V, cam là đấu vào cái chân B7 ha. Đây B7 và cùng refresher support mình là con SG90. Ok, mình sẽ nhập code ha. Và mình đang lấy ở giá trị là 1 ms, 1.5 và 2 chấm. Thử nó chạy đúng không ha. Đây, mình build thử. Cầm nó chạy hay không. Ok. Load. Nói chung là nó chạy không đúng ha. Thì có thể là cái servo này nó chạy ở trường hợp là 0.5, 1.5 và 2.5. Mình sửa lại ở đây là 5 ha. 25. Thì tương ứng như cái này ha. Này là 5 5 độ là tương ứng với 0 độ. Còn 20 là tính 5. Ok. 2.5 nè. Còn này 0.5 nè, 0.5 nè, đấy. Rồi, mình sẽ build lại ha. Ok. Đó. Đó. 0, 90, 108. Ok. 0, 90, 108. Vậy là cái servo mình sẽ chạy ở mức độ ở những cái mức là 0.5, 1.5 và 2.5 ha. Rồi mình đã thực hiện xong cái bài về điều khiển cái servo. Rồi cảm ơn các bạn đã đón xem.